Xin chào tất cả các anh em cộng đồng mạng. Ngày hôm nay rảnh thì mình có post lên cho anh em coi một số hình ảnh gà nọc của trại hay là gà cú lai 75 siêu Mỹ thành tích 8 cái. Đây là gà xanh đều, thành tích của em nó là 5 cái. Vừa có trả đột cho về đổ máy này mùa 6 à, là con là bất bại nha anh em. Còn này gà mặt Mỹ này cũng 5 mùa rồi. Gà này già đổ con ra bất bại nha anh em. Như gà mái ốc anh em thấy rõ không, chạy hơi tối. Đây con nọc que em nó thì lên mùa lở, thành tích 3 cái, chạng 3,5 kg.